快错过，和你问题仍是猜不破，还有多少次日落，重谈旧日如何，无数风雨要擦过，无数话题承诺都听过，直至分开到寂寞，原来独自味道也算不错。不懂爱我，像蜜糖亦变淡，只知爱着你，心都变冷，似是停留在雨间。让你愉快放下我一人，今天擦干是每日更漫长，各自想到各自各开心，那个真心人如何明白，没有重要继续我一人，即使发觉路更闷更是难行，人离开已舍已前进，没有重要继续我一人，即使发觉路更闷更是难行，人离开已舍已前进。考局长，有道犯罪中队，人选于。Yes sir， 控队长。左股中队是老马，西股中队是石平，中队只能听命令，估不明石平嘛退。都认ra cậu đó, cậu vẫn còn giận Mai hả? Tôi cũng nhớ sếp Diệp, tôi còn nhớ rất nhiều chuyện nữa. Còn đứng làm gì nữa? Mau giảng xuống đi. Yes sir. Sếp à, tôi nghĩ lúc nãy chắc là sếp nghe không rõ. Tôi lặp lại một lần nữa, đây là lầu ba, thuộc về sự quản lý của sếp Hình. Chúng tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh của một mình sếp Hình mà thôi. Bây giờ sếp Hình đi vắng rồi, cho nên chúng tôi không thể tùy tiện thả người được. Có nghĩa là mệnh lệnh của tôi không phải mệnh lệnh chứ gì hả? Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với một mình sếp Hình mà thôi. À, sếp trà đông đủ vậy mở tiệc sao? Ủa, sếp Diệp, sao lại rảnh rỗi phiền sếp leo lên bao nhiêu bậc cầu thang lên đây vậy chứ? Chú Huấn, lính của chú không nể mặt chút nào hết. Cái gì thật sao? Đứa nào không nể mặt sếp Diệp vậy? Bước ra đây. Là tôi thưa sếp. Cậu muốn chết sao vậy? Đây là sư huynh của cậu đó, cậu có biết lớn nhỏ? Sư huynh đó, cậu có biết không? Lúc trước cậu ta theo tôi đó. Sao không mau xin lỗi sếp Diệp đi? Sếp, tôi kêu cậu xin lỗi sếp Diệp. Cậu còn bưng lỗ tai của Trần Điếc sao? Yes sir, xin lỗi. Sư huynh của cậu nghe không rõ, lớn tiếng lên. Xin lỗi sư huynh. Như vậy mới đúng chứ. Trời ơi, rượu này mạnh quá trời. Xin lỗi nha, tôi thấy không được khỏe. Xin lỗi. Lấy chìa khóa còng ra đi. Không có. Không có. Tôi cũng không. Không hả? Chúng tôi tìm giùm mấy người. Đưa hai ta lên cao ướp mặt vào tường lục xét đi. Tôi nói ướp mặt vào tường lục xét có nghe không? Tìm được chìa khóa rồi, ở chỗ tôi. Sao bất cẩn vậy anh Thiết? Cảm ơn em. Sao tay của anh bị bầm vậy? Tại anh. Không phải có người đánh anh không? Nếu có anh cứ lên tiếng, cảnh sát không phải trên hết đâu. Phải. Bọn họ đánh anh như vậy đó. Nói gì đó, bọn họ không nha. Thân là nhân viên cảnh sát, biết sai vẫn phạm, tội tăng gấp đôi. Trời trời ơi, đầu của tôi nhức quá. Đúng là quá trời nhức. Chú em, qua đây. Qua bển đi, Hà Kiện Khang, sếp kêu cậu kìa. Mau qua đi. Đi nhanh lên đi, sợ tôi ăn thịt cậu hay sao? Nè, cậu có biết lúc còn trẻ chú Huấn đây có biệt danh là cái gì hay không? Bình rượu bằng thịt. Tôi thật sự ngàn ly không sai.
Hey, có điều hễ khi sai rồi á thì rối tung lên. Đó, còn hỏi sư huynh của cậu thì biết liền. Cậu ta lúc đó đi theo tôi. Có lần tôi uống quá chén, cầm khẩu súng ra, ra sức xông vào ổ cướp, xả súng loạn xạ, hoàn toàn không biết chết là cái gì hết. Cậu còn nhớ hay không vậy? Hả? Rồi, cho nên bản thân tôi cũng nói là tôi phải cai rượu. Tôi cũng biết rõ rượu dễ hại người. Luôn cả vợ của tôi cũng nói tôi như vậy nữa đó. Nè, khoan đi đã, tôi chưa nói xong. Rượu dễ hại người, câu nói này khi mới nghe thì khó nghe lắm đó. Có điều khi sai nói thật lòng thì cũng không hay chút nào đâu. Bởi vì khi mình tỉnh táo cũng sẽ nghĩ lại cho mình. Tôi cũng sắp lãnh lương hưu rồi, còn bày nhiều trò làm cái gì chứ. Mọi chuyện cứ nhìn một chút đi. Hơi, ai ngờ hãy uống rượu say, mất hết lý trí luôn, bê tha bết hết. Đó, có một lần có sếp Tây móc lính của tôi, cậu biết tôi đối xử họ thế nào không? Tôi cầm khẩu súng chĩa vào đầu của hắn đó. Sếp hình. Tôi nói cho ông biết, ông nói móc lính của tôi có phải không? Nếu phải, tôi còn ông đi gặp giám đốc cảnh sát rồi lại công bằng. Sếp hình ạ. Sếp à, cẩn thận đó. Không sao. Nè, khoan đi đã. Tôi nói luôn câu cuối cùng này với cậu. Câu này hay lắm đó, cậu nghe cho rõ nha. Đó là tử phùng tri kỷ thiên bồi thiểu. Nói thiệt, tất cả chúng ta đều ăn cơm hoàng gia ngồi chung một chiếc thuyền. Cậu bình tâm suy nghĩ coi, gây ra nhiều chuyện làm cái gì chứ. Có gì cậu ổn thì ngồi xuống nói cho ổn. Cùng lắm tới lúc đó tôi không uống rượu cũng được, uống trà với cậu. Có phải vậy không xếp Diệp? Được, lần này tôi nể mặt chú đó. Đi. Còn tôi thì sao? Ngồi xuống. Chú Hướng, đừng nói tôi không nhắc nhở chú nha. Tuổi của chú đã cao, sức lại yếu, đừng uống rượu nữa. Loại chuyên gây sự này chú gánh nổi không hả? Lúc trước thì còn được, bây giờ già rồi đó. Xin lỗi sếp. Thằng quỷ này không biết sống chết là cái gì hết. Y như tôi lúc còn trẻ vậy. Làm việc đi. Dạ sư. Ơi. Thành công. Nè Kiếm ơi, nghe nói hình huống trọng dụng con lắm. Toàn bộ phòng trinh thám đều giao cho con hết. Đâu có ghê gớm vậy đâu. Tóm lại qua phòng lắm rồi. Nè chị nằm mới dẫn ba người này lên học hỏi đây. Phải đó, con đã nói với chú Huống rồi, chú cũng đã gật đầu. Con nghĩ tuần sau mọi người sẽ nhận được thư chuyển lên lầu 3 làm. Sao? Vậy thì tốt rồi. Cuối cùng cũng được thầy sếp hình làm việc. Nè ba người đó nha, từ nay đến thân đến người cố gắng làm việc đi. Đương nhiên rồi. Yến à. Dạ. Mà nghe nói con cũng tìm được việc làm rồi có phải không? Dạ phải, con kiếm được một chỗ làm ở công ty giặt ủi thứ hai này đi làm rồi. Vậy tốt rồi, khỏi phải làm con sao ăn hại nữa. Xem góp đồ ăn ăn đi, rồi còn ăn ít cơm như vậy nữa. Bác sĩ nha khoa. Cậu họ, con cũng biết là khó coi lắm. Con tới nhổ răng cũng ghi sổ, nhưng mà lần sau con sẽ đi làm ngay mà. Cuối tháng khi con lãnh lương sẽ tới trả tiền cho cậu. Giả tạo quá. Mà thôi đi.
Nè, răng của bà ráp xong rồi, chút sẽ quay lại kiểm tra sẽ không sao đâu. Vậy thôi được, cảm ơn ông bác sĩ Châu. Không có gì, tôi đi nha. Đi thông thả nha. Bye bye. Tạm biệt tạm biệt. Chào cậu. Là con sao? Bảo Yên tới khám răng hả? Dạ phải, con có cái răng sâu, muốn nhờ cậu nhổ giùm. Vô đi. Cậu Năm à, con cũng biết khó xử lắm, tới đây nhổ răng cũng ghi sổ, nhưng mà không sao đâu, tuần sau con đi làm rồi, cuối tháng khi lãnh lương con trả tiền lại cho cậu. Không thành vấn đề. Thật sao? Nằm xuống đi. Dạ. Cái nào? Bên phải chỗ này nè, cái gần cuối cùng đó. Ừ. Nè, lát nữa cậu chích thuốc tây cho con, hơi đau một chút, sau đó mới nhổ cho con nghe. Ờ. Cậu Năm mà, không phải là cái này, là cái kế bên bị sâu đánh đen thui mới đúng mà. Vậy sao? Không phải cái này sao? Nằm xuống nhổ lại đi. Sao hả? Không có tiền trả sao? Cứ ghi sổ trước đi, gia đình con cũng quen lắm rồi, hãy tới khám răng thì ghi sổ mà. Không cần đâu cậu Năm. Không tiễn nghe, đi thông thả đó. Cả nhà ai cũng vậy, hãy tới khám răng nhổ răng đều không có bao giờ trả tiền cho tôi hết. Tuần trước má nó tới làm răng, không trả tiền còn đòi bọc vàng, sau đó còn quá đáng hơn nữa, dẫn theo đá mặt trượt tới niềng răng nữa chứ. Hi, đúng là người gì cũng có. Lần này cảnh cáo nhẹ thôi, để họ được tưởng ở đây là từ thiện. Nè cô Tăng à, cô có một cái răng sâu, cái còn lại thì nhổ không được tốt lắm, dẫn tới nhiễm trùng, có nghĩa là răng sâu phải nhổ đi rồi mới làm lại, còn cái nhổ không tốt cũng phải làm lại nữa. Vậy nếu phải làm lại hết bao nhiêu tiền vậy? Tổng cộng là 27 đô. 27 đô hả? Tôi đã tính rẻ cho cô rồi, thường thì trồng lại răng cũng là 30 đô lận. Nhưng bác sĩ, hôm nay tôi mang không đủ tiền, có thể chỉ nhổ răng sâu trước hay không hả? Cũng được. Nhưng mà cái răng bị nhiễm trùng đó có thể dẫn đến bệnh nha chu. Bệnh nha chu là cái gì? Có nghĩa là cả hàm răng sẽ bị nhóm, sẽ bị dịch chuyển. Đến lúc đó sẽ rắc rối lắm đó. Hả? Không cần hả nữa. Có tiền thì quay lại làm liền đi. Vậy bác sĩ à, tôi có thể kéo tới cuối tháng mới làm không? Cũng được. Năm đô, bảy đô, mười đô, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn. Mười bốn đô rưỡi. Mười bốn đô rưỡi thôi sao? Hết rồi sao? Tức là còn thiếu 12 đô rưỡi mới đủ tiền làm. Linh à. Ủa thêm 7. Thu 14 đô rưỡi. Dạ phải rồi. Nè 15 đô. Nè ở đây là 5 hào. Cảm ơn thím. Yến à, thu 14 đô rưỡi. Hả? 14 đô rưỡi bao ăn đó. Thím 7 à, tháng này con không bao ăn đâu. Ủa không phải đầu tháng con mới đăng ký sao? Lại không bao. Yến à, tất cả mọi người đều nhờ thím 7 bao ăn. Được cái vừa rẻ vừa đáng ăn, cô cứ bao đi. Con thích ăn những quán dĩ hè bán ở lề đường nhiều hơn. Đi thì tùy con thôi. Nè Yến à, đồ dĩ hè dơ lắm đó, chuột giác sao bỏ chạy lung tung mà. Ý của tôi tức là mấy quán ăn kế bên dĩ hè đó bán cơm đùi gà ăn ngon hơn. Một mình đi ăn ngon nha. Canh thường.
Bảo Yến. Anh Kiếm. Tình cờ gì? Tới đây ăn trưa hả? Dạ phải, em làm gì ở gần đây mà. À phải, anh nhớ em có nói với anh là đã tìm được việc làm ở công ty giặt ủi ở gần đây. Nè anh bạn à, làm ơn cơm đùi gà. Yến à, em ăn cái gì? Cơm đùi gà đây ngon lắm đó. Không cần đâu, em uống canh là được. Chỉ uống chén canh thôi sao? Không phải chứ, em lại giảm cân hả? Dạ phải, dạo này em hơi mập. Em có mập gì đâu, không có mập chút xíu nào hết. Mập mà. Không có mà, Yến à, em đừng có giảm cân nữa. Em nghe anh nói đi nè, giảm cân nhiều quá, không chịu ăn uống, cơ thể không có sức đề kháng đâu đó. Anh Kiếm, tới giờ em đi làm rồi, anh tự nhiên nha. Yến à, nè Yến à, nhớ đừng giảm cân nữa đó. Tất cả anh em, tiền lì xì của tháng này đây. Ê, anh Kiếm hay lắm, hay lắm. Hay quá, hay quá. Của cậu, của cậu. Cảm ơn anh Thứ. Tụi chị đi nha. Nè nè, của cậu, nè, giải quyết giùm tôi luôn đi. Nè, đã phát tiền kìa, chúng ta có phần không? Làm gì có chứ. Nè 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 nè, ba người không cần xù xì nữa. Tuy ba người mới lên lầu ba thôi, người nào cũng có phần. Nè. Nè, của cậu, cầm đi. Cảm ơn Thiết. Đây. Cảm ơn Thiết. Của cậu, cầm đi. Cảm ơn. Nè Kiếm à, phần này là lớn nhất, của cậu. Anh Thiết à, tôi không nhận đâu, anh cứ cầm đi. Nè cậu Kiếm, đã lên lầu ba này, không lý nào lại không nhận một phần hả? Tôi không lấy thật mà, hay là anh mang đi chia cho mọi người đi. Cậu Kiếm, có coi chúng tôi là anh em không? Đương nhiên rồi. Có là được rồi, chúng ta cùng giàu sinh ra tử. Hỏi thử anh trụ đi. Nếu cậu không nhận phần này, chúng tôi khó ăn nói với sếp lắm. Cầm đi. Hay là về đi, về phía sếp, chờ sếp ở Macau trở về tôi tự đi nói với sếp được không? Nè cậu Kiếm, tức là không nể mặt thôi hả? Tôi lặp lại một lần nữa, tôi sẽ không nhận số tiền này. Chúng ta đi họp được không? Anh em qua đây họp đi. Anh Thiết. Nè bây giờ đi đâu? Đi đâu hả? Đi đâu cũng được, không vui chút nào. Thôi bỏ đi mà. Anh Thiết, anh Trụ, anh Thạch, ba người đừng có như vậy mà. Tôi không chịu lấy tiền thôi, nhưng mà chúng ta vẫn là anh em mà. Thật ra như vậy càng tốt hơn, tôi không nhận tiền, tiền của mọi người cũng chi nhiều hơn. Kiếm à, Kiếm à. Thật ra là chuyện gì hả cô anh? Con mau tới đây coi thử đi. Coi cái gì chứ? Con coi đi, hình gia đình đó. Nè, người này là má, người này là cô Hai Ngu. Cô gái đứng chính giữa mắt to tròn này chắc chắn là bé Hoa rồi. Ừ, đúng là họ rồi. À, đúng là hay lắm, cuối cùng cô tìm được họ rồi. À, nhìn con bé Hoa đi, lớn hơn trước rất nhiều ha. Có lẽ bây giờ bé Hoa cũng đã 17-18 tuổi rồi, trùng khớp với độ tuổi trong hình này. Có bộ tấm hình này chụp gần đây. Phải, chắc chắn họ sống gần đây thôi. Cần gì suy nghĩ nhiều kia chứ, con đưa cô lên trển hỏi ông chủ là biết ngay, đi thôi. Không được, cô không thể lên trển được, ở cầu thang có bàn thờ thổ địa, nếu không cô đã lên trển lâu lắm rồi. Nè, cô tự biến bản thân mình vào biếm tóc, còn bỏ vào túi sẽ có thể vào trong. Đúng rồi, hay lắm. Ông chủ à. Ê, chào anh, chụp hình hả? Không phải, xin lỗi, tôi có chuyện muốn hỏi. Có gì không? Ở tủ kính dưới nhà của ông có trưng mấy tấm hình đó. Một trong số đó có ba người phụ nữ cùng chụp với nhau. Tôi muốn hỏi ông tấm hình đó hả? Phải rồi, tôi để lên đó. Ông biết là tốt rồi. Ông có cách nào cho tôi địa chỉ của những người đó được không? Hả? Anh hỏi làm gì? Mấy người đó là bà con thất lạc nhiều năm của tôi. Tôi tìm họ lâu lắm rồi, khó khăn lắm mới tìm được. Ông làm ơn đi, nói tôi biết họ đang ở đâu. Chuyện đó thì tôi không có được rõ cho lắm. Tấm hình đó là do chủ cũ của tôi, ông để lại. Tôi thấy tấm hình chụp đẹp như vậy nên để nó ra ngoài đó là quảng cáo vậy thôi. Hay là ông thử lục lại chứng từ trước đi, không chừng có thông tin của họ thì sao? Chứng từ? Tôi nghĩ không còn, chủ cũ của tôi đã đem đi bỏ hết rồi. Vậy hả? Vậy thì ông có số điện thoại liên lạc của chủ cũ hay là không? Đích thân tôi sẽ gọi hỏi ông. Cả nhà của ông đã di dân hết rồi. Di dân hả? Phải. Vậy sao? Vậy ông có điện thoại của người giới thiệu, không chừng người đó biết được địa chỉ của người chủ cũ thì sao? Không đâu anh à, tôi nghĩ tôi không thể giúp cho anh rồi. Ý,
Có tiếng gì vậy? Ông chủ à, hay là vậy, nè tôi để lại danh thiếp cho ông, phiền ông à. Nếu như họ có quay trở lại đây chụp hình, ông lập tức gọi điện thoại báo cho tôi biết. Được. Cảm ơn nhiều nha. Đi nha. Đi thông thả ha. Kiếm à, chắc chắn bé Hoa ở gần đây, chúng ta đi tìm từng nhà đi. Đi. Như vậy không giải quyết được gì. Con đã tìm được cách làm sao tìm được bé Hoa giùm cô rồi. Không phải, cô không ở lại chỗ đó nữa, cô dọn tới đây. Lúc trước bé Hoa thích ăn kem lắm, cô tới đây đợi nó, hãy nó đi mua kem cô sẽ nhìn thấy nó liền, phải không đi? Cô không cần phải bày nhiều trò quá cô anh à, cô tin con đi. Nè, cô nhìn thử đi, bé Hoa mặc bộ đồng phục mà, chỉ cần chúng ta tới trường học chắc chắn sẽ tìm được nó ngay. Không chừng nó tốt nghiệp rồi thì sao? Chắc là nó dọn đi rồi. Nó dọn đi đâu chứ? Cô anh à, cô đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cô tin con đi mà, cô yên tâm. Con nhất định mau chóng tìm được bé Hoa giùm cô được không? Hay lắm phải không? Hay hả? Nhắm mắt lại phóng mới giỏi chứ anh Thiết. Có phải vậy không? Nè cậu chủ, phóng nói đi. Biết nha, cô tôi biểu diễn nè. Thử đi. Anh chủ anh Thiết, phóng phi tiêu cũng không thèm đủ tôi. Không phải là anh em nha. Ê, tính điểm. Dạ, tính điểm đi. Ủa anh Thạch, sao anh không chơi chung? Chưa tới lượt tôi. Nè, vậy kiếm cặp đi, tôi chung cặp với anh, hai người đó chung một cặp được không? Hả? Nè anh Thiết, chơi chung đi. Đi. Đi đâu hả? Đi. Chào tôi với. Tôi nhận được tin báo, lúc 10 giờ đêm thứ năm tuần sau sẽ có máy tay buôn bán bạch phiến lên tàu ở bến tàu Vịnh Nhỏ. Mọi người đừng nên lơ là bất cẩn. Mấy tên này tuyệt đối không đơn giản chỉ là những tay buôn bán bạch phiến bình thường. Chúng tôi có lý do tin tưởng mấy tên buôn này có liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Đại Hữu ở Tây Hoàng xảy ra hồi tuần trước. Tôi sẽ xin cấp trên cấp áo chống đạn, cho nên mọi người nhất định phải hết sức tỉnh táo mới được. Lại là 10 giờ. 10 giờ không hên một chút nào. Không hên cái gì chứ? 10 giờ là giờ hợi. Nè anh Thiết à, hình như 10 giờ không phải giờ hợi, là giờ Sửu mà. Ê, tôi không cần biết là giờ gì, tóm lại 10 giờ thì không hên. Ê, tức là không hên rồi ha. Ngoài việc mọi người cảm thấy không hên ra còn có vấn đề gì không? Nếu như không có thì tôi muốn tiếp tục. Bước này là bản đồ bến tàu Vịnh Nhỏ. Cách bố trí tối hôm đó sẽ là như vậy. Anh trụ, tôi muốn anh dẫn thêm vài anh em xông ra từ chỗ này. Không được. Hôm đó tôi nghỉ phép, phải kiểm tra sức khỏe, đo điện tâm đồ. Những hành động quan trọng như vậy đừng dành phần tôi ha. Giờ đó còn đi đâu đo điện tâm đồ chứ? Cậu thiệt điên quá đi. Bệnh viện tư là có ngay hả? Cậu Trạch, có chuyện gì vậy? Phải tới bệnh viện tư mới được hả? Tóm lại dạo này trong lòng cứ cảm thấy bức rứt lắm đó. Tất cả mọi người đều bức rứt mà. Nhiều thì chuyện đó là mọi người công kích Dương Kiếm thôi. Thì đó, đàn ông con trai nói chuyện toàn móc họng y như phụ nữ. Thực ra có gì không vui thì nói thẳng ra đi. Anh Kiếm nhất định nghe mà. Được. Con người của thằng Thiết này rất thẳng thắn. Đúng vậy, tôi chống đối cậu ta ra mặt đó. Tôi cũng biết không có tương lai rồi. Nè, bây giờ chúng ta không phải đi chơi, cũng không phải là đi đánh bi-a, mà là cầm khẩu súng đi liều mạng. Cậu yểm trợ tôi yểm trợ cậu, không chừng luôn cả mạng cũng không còn. Nếu là anh em, là huynh đệ, cùng nhau xông pha trận mạc, giao sinh ra tử cũng không thành vấn đề. Nếu có đạn, thằng Thiết này ra đỡ đầu tiên, dù lót xác cũng không thành vấn đề. Nhưng có những người không phải ngồi chung một chiếc thuyền, cũng không phải anh em, vậy thì không nên. Tôi còn vợ trẻ con thơ, liều mạng với những người này, có phải là tôi ngu lắm không hả? Có phải là ngốc lắm không? Vậy thì hơi ngu một chút hả? Anh nói vậy tức là sao chứ? Trước khi sếp chuẩn bị đi Macau để giao lại mọi chuyện cho anh Kiếm phụ trách, anh chống đối anh Kiếm là chống đối sếp thôi. Nè, không phải là tôi chống đối sếp, tôi chống đối cậu ta thôi. Nếu sếp kêu tôi giao sinh ra tử với người này, tôi chẳng thà không làm thôi. Điên khùng. Anh Thiết à, đừng có giận quá mà. Anh Thiết à, anh Thiết à. Nè Kiếm ơi,
Vậy không ổn đâu. Đám người này không chịu nghe lệnh của con, không lẽ mình con cầm súng ra trận? Mau tìm cách đi. Không có cách nào đâu, đám người này cố chấp quá. Sếp vừa đi khỏi câu đó hoàn toàn không nể mặt anh. Nhưng cho dù kéo nhau đi gặp chú Huống, chú Huống cũng chưa chắc là bên anh Kiếm. Chú Huống cũng có nhận mấy cái. Đúng là lần này nhức đầu lắm. Tan hợp. Ủa Yến, sao khuya rồi còn chưa ngủ? Dạ phải, em mới tan sở về thôi à. Tăng ca hả? Dạ phải. Em đi đâu? Em ra đây chẳng phải có việc cần làm hay sao? Thế anh lại quay trở về phòng là sao? À phải ha, em định ra đây rót ly nước uống. À phải Yến à, dạo này em tăng ca, bữa cơm tối đó ăn ở ngoài hay sao? Dạ phải. Hay là vậy đi, kêu má nhỏ để dành phần cơm canh cho em, để em về nhà ăn, đừng ăn bên ngoài nữa. Không cần đâu anh Kiếm. Thôi đi, cần lắm đó. Anh sợ em ở bên ngoài, chỉ uống một hớp canh coi như là xong, không ăn gì hết, suốt ngày giảm cân. Đừng có giảm cân nữa, thực tế em không mập chút nào. Mập lắm, mập lắm. Em nghe anh nói đi, em tiếp tục giảm cân như vậy, anh sợ em làm hại tới sức khỏe của mình đó. Ngủ ngon nha anh Kiếm. Ngủ ngon. Cô anh à, thì ra cô đang ở đây sao? Làm con cố tình chạy tới chỗ cô tìm. Cô đừng trả lời con nữa mà. Kiếm à, trong lòng cô cứ cảm thấy bức rứt lắm. Cô thật sự rất nóng lòng muốn gặp bé Hoa. Nè, con điều tra giùm cô tới đâu rồi? Con đã hỏi hết mấy trường ở bên Hồng Kông này rồi. Sao hả, sao hả? Có tin tức gì không? Chưa có. Nhưng mà cô yên tâm đi, ngày mai con định qua biển, tới khu vực Cửu Long, hỏi luôn trường học ở bên Cửu Long. Có khi nào mong manh quá không? Không lý nào chụp hình ở đây lại chạy qua bên Cửu Long họp. Chưa chắc đâu. Lúc trước con cũng đã từng ở bên Macau mà. Con cũng đã tới khu vực vịnh nhỏ đi học mà. Không mong manh, không mong manh. Bây giờ trời đã cho cô nhìn thấy được tấm hình này rồi, có nghĩa là chắc chắn sẽ cho mẹ con cô đoàn tụ. Yên tâm đi mà, con sẽ mau chóng tìm được nó hả? Trong lòng cô cứ cảm thấy bồn chồn suốt. Cô đừng có như vậy nữa mà. Nè nè nè, con đã mua cả sắp báo chí cho cô. Nè cô coi, chị Khanh và chị My á, sắp có phim mới để chiếu. Cô ngoan ngoãn đem về nhà từ từ coi đi. Hễ có tin tức gì á, con lập tức báo với cô. Nổi loạn An Sử xảy ra vào năm thứ 14 Thiền Bảo. Lúc đó người Hồ An Lộc Sơn rất được Đường Huyền Tông ân sủng và tin tưởng, cho nên được phong làm tiết độ sứ của Tam Đại Biên Trấn, là tiết độ sứ. Tiết độ sứ người này nắm giữ trọng binh, quản lý tài chính của địa phương, cho nên quyền lực của người này lớn vô cùng. Chính vì như vậy, vụ nổi loạn An Sử sau này đã tạo thành một vụ chấn động. Tạm biệt thầy. Everybody gonna party, express yourself. Hey, đây nè.
Anh trả tôi, trả cho đi, trả cho tôi. Trả tôi mà. Đừng giỡn nữa, đừng giỡn nữa, suốt ngày giỡn hoài. Phải biết thương người ta mới được chứ. Đã kêu đừng tới rồi mà. Lần này cũng bị như vậy hết đó. Xin chào sếp. Chào sếp. Chào sếp. Chào sếp. Nè cậu qua đây. Có gì không sếp? Tim của cậu bị bệnh, phải đi đo điện tâm độ có phải không? Tim có chuyện thì thật sự rắc rối lắm. Cái khác thì không quan trọng cho lắm. Còn tim không có đáng liều đâu, đừng có liều nữa. Cậu vác súng đi kiếm ăn như vậy nguy hiểm lắm. Hả? Không nên liều. Mang súng không nguy hiểm, sếp à? Không phải, không phải. Cậu đã về nhà làm lão thái gia, đó là bệnh nhà giàu đó. Cô đừng ở lại đây nữa ha. Cậu. Có gì không sếp? Giao lại khẩu súng cho tôi đi. Chuyện gì vậy sếp? Sao lại giao súng? Cậu đã nói mà. Cậu nói nếu tôi ngang ngược vô lý, đòi đứng về phía cậu kiếm, cậu sẽ bỏ súng không làm nữa. Nè, bây giờ tôi nói cho cậu biết nha. Hả? Tôi nhất định đứng về phía cậu kiếm như vậy đó. Nếu tất cả các người bức rứt trong lòng, cảm thấy tức tối, có bản lĩnh thì tất cả nghỉ hết đi. Cửa nằm phía bên này nè. Nhìn cái gì hả? Cậu nghĩ cậu kiếm nói xấu các cậu sao? Tôi nói thêm một chuyện cho mấy cậu biết. Sau khi đi ban cao trở về, tôi đã gặp hai người. Một người là cậu kiếm. Tôi hỏi cậu ta như thế nào, cậu ta không thèm nói một câu nào hết. Người còn lại là cậu Thạch. Bị tôi hỏi vài câu, cậu ta khai hết từ đầu chí cuối cho tôi nghe đó. Sếp à, sếp khó trách chúng tôi lắm. Tục ngữ cũng có câu, có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Bây giờ cậu kiếm có phước không hưởng với chúng tôi, sau này có quả cậu ta cũng không chia với chúng tôi. Thằng nói vô lý. Trên đời này có một câu nói gọi là chẳng ai ép được ai chuyện gì hết. Anh em với nhau chú trọng tấm lòng, không phải nói chuyện khác. Cậu kiếm không chịu ra ngoài thu tiền với mấy người thì không phải anh em sao? Đầu của cậu suy nghĩ cái gì vậy hả? Không lẽ cậu ra ngoài có vợ hai, bắt cậu kiếm có vợ ba, vợ tư sao? Cậu mới chịu tin tưởng cậu ta hả? Vậy mới là anh em sao? Hình huống này là cảnh sát hơn nửa đời người, xuất thân từ quận đỏ, từ lính quèn làm tới bây giờ. Ai là anh em, ai không phải, tôi không bao giờ nhìn làm người. Nếu một ngày nào đó cậu kiếm phản bội anh em, tức là tôi nhìn làm người. Tôi là người đầu tiên lót xác cho các người đó, vậy có được chưa? Sếp à, cũng không cần nói như vậy. Nếu sếp cũng tin cậu ta thì chúng tôi cũng tin cậu ta. Ngoài miệng thì nói tin, hay là trong lòng thật sự tin vậy? Trong lòng tin, trong lòng. Nhìn mặt của cậu cũng không có giống rồi. Nè, vậy đi. Các người không tin tôi, vậy quan nhị ca các người tin rồi chứ? Quan nhị ca tại thượng, Dương Kiếm này đã bước lên lầu 3 rồi. Tất cả mọi người ở đây đều là anh em tốt của con. Từ nay có phước cùng hưởng, có quả cùng chia, quyết không hai lòng. Cậu Kiếm à, xin lỗi nha. Đừng nói vậy mà. Cậu Kiếm à, xin lỗi nha. Đừng có nói vậy. Xin lỗi. Đám khỉ độn các người, bỏ đi một lát là không có được. Nhất định bắt tôi nổi nóng, báo hại tôi mỏi cả lưng. Tôi đi đấm bóp cái đã. Cậu Kiếm, lần này cậu nắm quyền điều khiển vụ buôn ma túy đó, cậu chỉ đạo đi. Yes sir. Ông chủ à, cho tôi với cơm đùi gà. Có liền. Yến, em lại tới uống canh không ăn cơm nữa hả? Trời ơi, em đừng có như vậy suốt ngày lo giảm cân hoài, hại sức khỏe dữ lắm. Em đâu có mập, không mập một chút nào. Em không tin thử hỏi mọi người coi, bạn bè, cổ có mập hay không? Thấy chưa, đâu có mập đâu. Anh Kiếm à, em đi làm nha. Cổ là em họ của tôi đó, con gái suốt ngày lo giảm cân, tôi thiệt không hiểu nổi. Nên em, Yến, bác sĩ, cổ sao rồi? Cậu Kiếm mà cậu yên tâm đi, tôi đã chích mũi thuốc tăng đề kháng cho cổ, kiểm tra cho cổ. Ngoại trừ chân răng bị nhiễm trùng, không có gì đáng ngại. Chân răng bị nhiễm trùng mà cũng bị ngất xỉu sao? Vậy thì không phải, cổ bị xỉu là do đường huyết của cổ thấp thôi. Đường huyết thấp à? Bạn của cậu có phải người Hồng Kông không?
Dạ phải. Hình như mấy bữa nay cổ không có ăn gì. Ờ, phải, gần đây cổ đang giảm cân đó. Vậy thì cậu mau chúc mừng cổ đi, cổ giảm cân thành công vô cùng. Ờ, vậy cổ có cần mang theo thuốc gì về uống hay không vậy? Không cần đâu, hay là cậu khuyên cổ cố gắng ăn thật nhiều thì hay hơn. Ngồi đi. Em thích ăn gì? Em thích ăn cái gì? Cái gì cũng được. Cái gì cũng được là cái gì chứ? Em thích ăn cái gì cũng không biết sao. Ê, thôi bỏ đi. À, anh Bồi, làm ơn. À, cô này á, gọi cơm thịt bò sốt cà, mì nước đông cô, à, nuôi gà xé, à, trứng chiên xúc xích, lúa mạch, cho thêm một ly sữa tươi nữa. Còn tôi ly cà phê đen là được rồi. Vậy được. Anh không biết em thích ăn cái gì. Lát nữa họ dọn lên đây, em chọn món em thích ăn nhất. Ăn cho no đó. Làm ơn đi. Vui lòng nha. Sao hả? Sao ngừng lại hết vậy? Ăn no rồi sao? Anh Kiếm à? Nè, bây giờ bác sĩ thì em đã đi rồi, ăn em cũng đã ăn rồi. Hay là em tự mình về nhà trước đi. Anh sẽ dọn hết đồ của em về nhà em ngay. Anh đuổi em đi sao? Anh xin lỗi, anh thật sự không có khả năng chăm sóc em nữa. Cũng may hôm nay đúng lúc em bị ngất xỉu, có anh ở đó mà thôi. Làm sao anh biết được chừng nào em lại bị ngất xỉu nữa. Nếu em có chuyện gì, anh cũng không biết làm sao anh nói với ba của em. Đừng mà anh Kiếm, anh khoan đuổi em về nhà đã. Em có biết anh bận lắm không? Bình thường anh tới sở cảnh sát làm việc làm đến chóng cả mặt rồi. Anh thật sự không còn hơi sức đi khuyên em nữa. Bản thân em thích giảm cân, giảm cái này giảm cái kia, giảm cái gì cũng được. Em tự về nhà mà giảm cho đã, anh không thể lo quá nhiều. Em không muốn đâu. Ban đầu anh thấy em không chịu gấp thức ăn, tưởng đâu mắc cỡ thôi. Ai ngờ thì ra em vì giảm cân. Anh thiệt vô phương với em. Anh đừng đuổi em về nhà nữa. Mấy hôm trước em mới về nhà của em. Gã Sam Sở ở kế bên nhà em đã về rồi. Ổng còn đưa tay qua sờ em nữa đó. Bản thân em phải nên thân mới được kia chứ. Em có biết không, cả nhà anh vì em thật sự lo lắng vô cùng. Ai ngờ thì ra em chỉ vì giảm cân mà thôi. Em không phải giảm cân. Nếu không phải giảm cân vậy thì tại sao? Em phải để dành tiền đi nhổ răng. Nhổ răng? Em có răng sâu cần phải nhổ. Nhưng ai ngờ tới chỗ cậu Năm của em, ổng nhổ cái còn tốt của em. Nên bây giờ em phải lo để dành tiền để đi nhổ lại. Tại sao như vậy? Thực ra là ổng cố ý. Bởi vì mỗi lần má nhỏ của em tới đó làm răng cũng không trả tiền cho ổng, cho nên lần này mới cố tình nhổ sai cái khác, để lần sau em không dám tới tìm ổng nữa. Vậy cũng được sao? Em không biết sao bản thân em lại rắc rối như vậy. Ngủ ở nhà của mình, ngủ tầng trên thì bị người ta sợ. Ngủ dưới sàn thì hại bị ba dắp té. Bây giờ tới nhà của anh, lại làm hư chiếc xe buýt của anh, còn làm cho anh và anh ba cãi nhau. Thôi bỏ đi. Nhưng mà em cũng khờ thiệt đó. Chỉ vì chút tiền nhổ răng đó em cũng không chịu lên tiếng. Ráng chịu đựng. Em không đau hay sao? Đau thì cũng phải ráng chịu. Nhưng em không phải là nói anh không tốt với em. Đâu phải anh chưa từng ở nhà của em. Lúc trước cậu Tường đưa thiếu tiền cho ba em, ba em gần như muốn đuổi anh đi. Bây giờ em tới nhà của anh ở, chẳng những ăn không ngồi rồi, anh lại đưa tiền quà giặt cho em. Không lẽ em còn dám mở miệng kêu anh đưa chút tiền đi nhổ răng nữa sao? Yến à, em đừng có khóc nữa. Lỗi cũng tại anh nói không đúng. Em đừng có trách anh nữa. À, em tiếp tục khóc như vậy, người ta không biết, còn tưởng đâu anh đã làm gì em nữa đó. À, em còn nhớ không? Lần trước á, anh nghe em hát. À, anh nhớ bài hát đó cũng rất là hay. Em hát cũng rất hay nữa.
Em không nhớ hả? Lần trước em ở nhà một mình đó, vô tình bên nghe được bài hát đó. Hát như thế nào? Chỉ vui hình thiếu con cho hoa Lời lấy hốc nhấp sinh yên ngã Tình lương liêu ngó trên buôn trò Hẳn lý tố tố cả xuyên hoa Hẳn lý hấu tố xâm thạch hoa Lạn mong hóa chơi quay cả hơi Hê đi nàn hà Vừa khóc vừa cười. Thật ra em khóc hay em cười vậy hả? Nhưng mà sao cũng được, em chịu cười lại thì sáng tỏ mọi chuyện rồi. Nè, mau qua đây đi. Nhìn kìa. Tên là... Nè cái gì chứ, còn nhìn nữa, trời ông bây giờ chết, chết đi. Nè. Nè khoan đi đã. Nè mấy qua. Thời giới, lão Ngọc đang đuổi theo kìa. Đã nói trai đẹp không có phần ông rồi, không cần đuổi theo nữa, tôi không thèm ông đâu. Ông không thích hợp với chúng tôi đâu. Chú hai, chết kiểu hay sáng đi. Ông đuổi theo bé mập thì được. Ông tệ quá. Muốn theo qua khôi của chúng tôi sao? Nằm mơ đi ha. Biết qua à, dừng xe lại đi. Tôi bận quá. Bận quá, hình như ông ta đang gọi cô đó. Vậy sao? Đúng là lịch sự lắm, nhưng mà hơi già một chút. Nếu trẻ lại vài năm, tôi còn dòm ngó tới ông ta. À. Nè, Mẫn Hoa có sao không? Có sao vậy? Có sao vậy? Chạy xe gì vậy? Chạy xe gì vậy? Chạy xe gì vậy? Chạy xe gì vậy? Im lặng đi, cảnh sát làm gì đây? Nè mấy con, có phải cô tên tôi Mẫn Hoa không? Sao biết tên của tôi? Quên rồi hay sao? Anh là Dương Kiếm nè. Dương Kiếm gì chứ? Sao quen vậy? Dương Kiếm. Quen phải không? Nè, lúc nhỏ em ở Thượng Hoàng mà. Hàng xóm của em có một nhà tên là Giặc Ủi Tường Ký, em còn nhớ hay không? Ha, lúc nhỏ anh thường dạy em làm bài tập, còn chơi nhảy dây với em nữa. Em thiệt là anh Kiếm nè. Anh Kiếm hả? Má em tìm em đó. Vậy chứ, má em đã chết cách đây 10 năm rồi. Anh biết là cổ đã chết mười mấy năm, cổ cũng đã tìm em mười mấy năm.街头谁更比我愁风雨洒心里极难受二三间想过去这刻眼泪流日夜倒长路海思考生厌捞我两头游慨叹人生在世 艰难太多只想找开心永不记我难道成圣我未想过回头不知悔过我实